Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tập trung tìm kiếm cứu nạn. Ngoài ra, theo thống kê sơ bộ, gần 3,9 triệu người tại đây đã bị ảnh hưởng bởi lũ. 319.700 hecta hoa màu bị hư hại, 40.900 ngôi nhà bị sập. Thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 95,8 tỷ nhân dân tệ, khoảng 13,3 tỷ đô la Mỹ. Trước đó do ảnh hưởng của bão Doksuri, khu vực miền Bắc Trung Quốc đã hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng kể từ cuối tháng 7. Hà Bắc là một trong những tỉnh thành chịu thiệt hại nặng nề nhất. 51,5% diện tích toàn tỉnh có lượng mưa trên 100 mm trở lên. Phạm vi ảnh hưởng được đánh giá là lớn nhất kể từ sau trận lũ lịch sử năm 1963. Trong khi đó, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo bão màu xanh vào lúc 6 giờ sáng nay, khi bão Khanun đang tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km/h và dự kiến sẽ vào tỉnh Liêu Ninh, miền đông bắc nước này vào đêm nay, 11 tháng 8. Trước đó tại Bắc Kinh, trận mưa lịch sử trong 140 năm qua do ảnh hưởng của bão Doksuuri đã khiến 33 người ở đây thiệt mạng, 18 người mất tích tính đến ngày 8 tháng 8.